Hán Dịch, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt Dịch, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An Cư PL 2539-1995 Chôn 17 Ba Tự Tánh Nếu chỉ có thức tại sao trong các kinh đức thế tôn nói có ba tánh? Nên biết ba tánh cũng không lìa thức, vì sao? Tụng nói Do biến kế nọ kia Biến kế chủng chủng vật Biến kế sở chấp này tự tánh toàn không có tự tánh y tha khởi do duyên phân biệt sanh chuyên thành thật nơi đó thường xa lìa biến kế nên nó cũng y tha chẳng khác chẳng không khác như tánh vô thường thảy thấy đây mới thấy kia luận rằng sau đo chấp trước cùng không mọi thứ nên gọi là biến kế phẩm loại biến kế rất nhiều cho nên nói là nọ kia 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 đó tức là tính hư vọng phân biệt năng biến kế. Chính tính hư vọng phân biệt năng biến kế nọ kia mà chấp trước cùng khắp mọi vật bị biến kế, đó là vọng chấp năm quẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân, là thật có ngã hoặc pháp với tự tánh và nghĩa sai biệt của nó, như ngã pháp thường, vô thường. Tự tánh và nghĩa sai biệt ngã pháp được vọng chấp này, chung gọi là biến kế sở chấp tự tánh. Chính tự tánh biến kế chấp đó hoàn toàn không có, vì đem giáo lý suy xét thấy nó không thể có được hoặc câu tụng đầu do biến kế nọ kia là nói về thức năng biến kế câu thứ hai biến kế chủng chủng vật là nói về cảnh sở biến kế nửa phần bài tụng sau mới nói đến biến kế sở chấp hoặc ngã hoặc pháp tự tánh không phải có vì đã rộng nói rõ ràng nó là bất sở đắc không có được đầu hết tự tướng của năng biến kế như thế nào có ý kiến cho rằng tám thức và các tâm sở hữu lậu đều là năng biến kế vì tự tánh nó là hư vọng phân biệt hiện ra tương tự như kiến phần năng thủ và tướng phần sở thủ. Lại nói A à lại gia thức lấy chủng tử vọng chấp về tự tánh biến kế sở chấp làm sở duyên. Có ý kiến cho rằng tâm phẩm thức thứ sáu, thức thứ bảy chấp ngã và pháp đó mới là năng biến kế. Nhưng trong kinh chỉ nói ý thức là năng biến kế, vì ý và thức chung lại gọi là ý thức, kế đạt và phân biệt là năng biến kế. Vì chấp ngã và pháp tất là tuệ tâm sở, do chấp ngã và pháp tất cùng khởi với vô minh tâm sở nên không nơi nào nói vô minh có thiện tánh vì một bên si và một bên vô si không tương ưng nhau vì không thấy người có chấp thủ mà dẫn đến không trí được vì chấp có và chấp không không cùng khởi được vì chưa từng có sự chấp nào mà không phải năng huân vì tâm hữu lậu không chứng thật lý được nên tất cả đều gọi là hư vọng phân biệt chứ không phải là năng biến kế vì tuy hiện ra tợ như tướng sở thủ năng thủ nhưng không phải hết thảy đều là năng biến kế. Chớ bảo rằng tâm vô lậu cũng có chấp, nếu tâm vô lậu cũng có chấp, thì trí hậu đắc vô lậu của Như Lai cũng có chấp, biến kế, sao? Kế Kinh nói, trí hậu đắc của Phật hiện ra các tượng thân, và tợ như tấm gương, nếu không có tác dụng năng duyên, sở duyên thì không phải là trí, tuy Thánh Giáo nói, tạng thức duyên chủng tử của biến kế, nhưng không nói, duy, chỉ duyên biến kế, cho nên không phải là lời chứng minh đúng. Do lý lẽ đó mà chỉ tâm phẩm thứ sáu và thứ bảy là có tánh năng biến kế. Thức phẩm tuy có hai là thức thứ sáu, thức thứ bảy, nhưng biến kế đối với hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười đến hai mươi pháp như danh, nghĩa, thường, vô thường, thiện, bất thiện vân vân khác nhau, cho nên trong bài tụng nói nọ kia, kia kia. Thứ đến tự tánh của sở biến kế như thế nào? Luận nhiếp đại thừa nói, đó là y tha khởi nó là sở duyên duyên của tâm biến kế. Hỏi, tánh viên thành thật sao không phải là cảnh sở duyên của biến kế? Đáp, vì chân tánh không phải là cảnh sở duyên của vọng chấp. Nếu ước theo nghĩa chuyển chuyển mà nói thì nó cũng là sở biến kế. Nhưng bởi biến kế sở chấp ngã pháp tuy là cảnh của tâm năng biến kế, song không phải là sở duyên duyên, vì ngã pháp không thật, nó chỉ làm sở duyên, giống như mặt trăng thứ hai, cho nên viên thành thật tánh không phải là sở biến kế tướng của biến kế sở chấp như thế nào? Nó với y tha khởi có gì khác? Có ý kiến cho rằng tâm và tâm sở hữu lầu trong ba cõi, do sự huân tập hư vọng, sanh ra tợ như hai, là kiến phần và tướng phần, tức năng thủ, sở thủ. Hai phần này về tình thì có, về lý thì không. Tướng hai thứ đó gọi là biến kế sở chấp. Còn thức thể tự chứng phần làm chỗ nương cho kiến tướng, thức thể thật nương duyên sanh, tánh nó chẳng phải không, nên gọi là y tha khởi, vì do duyên hư vọng phân biệt mà sanh ra. Làm sao biết như thế? Vì trong các thánh giáo nói, hư vọng phân biệt là y tha khởi, còn hai thủ thì gọi là biến kế sở chấp, ý đoạn này lấy tự chính phần làm y tha khởi, kiến tướng phần làm biến kế sở chấp, không chính. Có ý kiến cho rằng hết thảy tâm và tâm sở do sức huân tập mà biến ra hai phần kiến và tướng, hai phần này là do duyên sanh, cũng là y tha khởi biến kế y vào đó vọng chấp cho là nhất định có thật ngã pháp, có, không, một, khác, khác, câu, bất câu vân vân, đó mới gọi là biến kế sở chấp. Vì trong các thánh giáo nói chỉ có duy lượng, thức, duy hai, kiến tướng, duy các thứ đó đều được gọi là y tha khởi, ý đoạn này chính đáng. Lại bốn pháp là tướng, kiến, tự chứng, chứng tự chứng, và mười một thức, thân thức tức năm thức thân, giả thức tức nhiễm ô ý, thọ giả thức tức ý giới vân vân, trong luận nói đều là y tha khởi. Nếu kiến và tướng mà không phải y tha khởi, thì hai phần kiến và tướng của hậu đắc trí vô lậu được gọi là biến kế sở chấp. Nếu chấp nhận đó là biến kế, thời thánh trí không phải duyên hai phần kiến và tướng sanh, hoặc thánh trí duyên hai phần đó không phải thuộc đạo đế. Nếu không chấp nhận kiến và tướng của trí hậu đắc là biến kế sở chấp, thì hai phần kiến tướng của tâm hữu lậu cũng vậy. Lại nếu hai phần kiến và tướng là biến kế sở chấp thì có thể nói như sừng thỏ, không phải là sở duyên duyên. Vì thể của biến kế sở chấp là không thật có. Lại hai phần kiến và tướng đã không thật, thì không huân thành chủng tử, như vậy thức sau sanh ra không có hai phần. Lại các tập khí là tướng phần của thức thứ 8 và lại là pháp không thật có, mà có thể làm nhân duyên sanh ra tám thức hiện hành sao. Lại nếu hai phần kiến và tướng trong nội thức do duyên sanh mà không phải là y tha khởi, thì thức thể, tự chứng phần, làm chỗ nương cho kiến và tướng đó cũng thế, vì nguyên nhân hai bên không khác nhau. Do lý lẽ đó, mà hết thảy tự thể tâm, tâm sở và tướng kiến phần do duyên sanh, dù hữu lậu, vô lậu đều là y tha khởi, tức là y nơi duyên khác mà được sanh khởi. Bài tụng nói, do duyên phân biệt sanh, để chỉ về phần nhiễm y tha, còn phần tịnh y tha thì cũng có thể nói là viên thành thật, hoặc các tâm và tâm sở nhiễm, tịnh đều gọi là phân biệt vì có khả năng duyên lự thì hết thể nhiễm tịnh y tha, đều nhiếp vào trong tánh y tha khởi này. Thật tánh viên mãn thành tựu của các pháp do hai không hiển lộ, gọi là viên thành thật, biểu thị thể tánh nó biến khắp, thường hằng, và không phải hư vọng sai lầm, giảng biệt với tự tướng, không biến khắp, cộng tướng, không thường trụ, hư không vô ngã, hư vọng, vân vân. Hoặc pháp hữu vi vô lậu rốt tráo lì điên đảo, có tác dụng thù thắng châu biến, cũng được gọi là tánh viên thành thật nhưng nay trong bài tụng cốt nói nghĩa trước chứ không phải nói nghĩa sau nghĩa trước là tánh viên thành thật đó chính là tánh chân như được hiển lộ bởi hay không do từ trên y tha khởi kia thường xa lìa tính biến kế sợ chấp trước đó tụng nói chữ nơi đó là biểu thị tánh viên thành thật với tánh y tha khởi chẳng tức chẳng ly tụng nói chữ thường xa lìa là biểu thị tánh hư vọng chấp trước năng thủ sở thủ không phải thường có tụng nói chữ trước là có nghĩa biểu thị không có biến kế chứ chẳng phải là không có y tha. Tụng nói chữ tánh là có nghĩa biểu thị hay không, chứ chẳng phải là viên thành thật, vì chân như viên thành thật, xa lìa cả tánh hữu và vô. Do lý lẽ trên, viên thành thật này với y tha khởi kia chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Khác thì hóa ra chân như không phải là thật tánh của y tha, còn không khác thì thật tánh chân như này hóa ra là vô thường như y tha. Y tha kia, chân như này nếu đều là cảnh tịnh cả hoặc phi tịnh cả, thời trí căn bản và trí hậu đắc không có công dụng khác nhau, như vì chân như thì thuần tịnh, còn y tha thì thông cả tịnh và phi tịnh, nên hai trí duyên hai cảnh có khác nhau. Căn bản trí duyên chân như, hậu đắc trí duyên y tha. Thế nào là tánh viên thành và tánh y tha chẳng phải khác chẳng phải một? Như trong các pháp vô thường, vô ngã tánh vô thường với các pháp nếu là khác, thì các pháp kia chẳng phải vô thường, nếu là không khác thì vô thường này không phải là cộng tướng của các pháp kia. Do ví dụ đó, hiển thị viên thành thật này với y tha khởi kia chẳng phải một, chẳng phải khác. Pháp và pháp tánh, lý phải như thế. Thắng nghĩa và thế tục đối đãi với nhau mới có được. Chẳng phải không chứng thấy tánh viên thành mà lại có thấy tánh y tha khởi, vì nếu chưa đạt đến tánh biến kế sở chấp là không, thì không thể như thật biết được tánh y tha khởi là có. Trí vô phân biệt chứng chân như xong, trong hậu đắc trí mới có thể liễu đạt tánh y tha khởi như là huyển sự. Tuy từ vô thủy lại, tâm và tâm sở pháp đã có thể duyên tướng phần, kiến phần của chính mình, nhưng vì ngã pháp chấp thường tương ưng với nó, cho nên nó không như thật biết đó là các duyên dắt dẫn tâm, tâm sở hư vọng phân biệt biến ra giống như các huyển sự, ráng nắng, cảnh mộng, bóng trong gương, bóng sáng, tiếng vang, trăng dưới nước do biến hóa mà thành, chẳng phải có mà như là có. Theo các nghĩa như thế, nên có tụng rằng Phi chẳng thấy chân như Mà rõ được các hành đều như các sự huyễn. Tuy có mà chẳng thật. Trong bài tụng này ý nói ba thứ tự tánh đều không lìa tâm và tâm sở pháp. Nghĩa là tâm và tâm sở pháp và các sự được biến hiện đều do duyên sanh, giống như các sự huyễn, chẳng phải có mà như có, dối gạt kẻ ngu. Tất cả thứ đó đều gọi là y tha khởi tánh. Kẻ ngu đối với các thứ y tha khởi đó vọng chấp ngã và pháp, chấp có, không, một, khác, câu và bất câu, như hoa đống dũa không, tánh lẫn tướng đều không. Tất cả thứ chấp đó đều gọi là biến kế sở chấp. Các ngã và pháp vọng chấp dựa trên y tha khởi đó đều là không, chân tánh của thức được hiển lộ từ cái không đó, gọi là viên thành thật. Thế nên ba tánh này đều không lìa tâm.